Thợ quê xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình đang ráp một bộ nồi của xe cúp, thì mình chia sẻ cùng với cả nhà luôn một cái tình trạng là cũng rất thường hay bị đối với những cái dòng xe cúp. Cái nguyên nhân mà hôm nay mình chia sẻ là nhớt bơm đó lên đầu, mình mở nắp cò ra, mình kiểm tra thấy vẫn đủ, bơm vẫn mạnh đàng hoàng, nhưng mà trong một thời gian ngắn khi mình chạy mà nó nóng máy lên là nó sẽ bị lốp bê. Rồi bây giờ trước tiên là mình sẽ phải đi cắt cái lốc này. Thì cái lốc này là cái lốc rin thì cắt cũng ổn, nhưng mà không cắt á, thì mình cũng không có điển hình được để cho nó rõ ràng để cả nhà xem, thành ra đành phải cắt. Mình nói không phải chẳng chứ hiện tại bây giờ muốn kiếm một cái lốc lô cắt để dẫn chứng thì cũng không có cả nha, tại vì bây giờ đồ lô là mình dục hết. Hồi xưa thì lúc mình ở trên Tân Thành kiếm đồ xài nó khó á, thì gặp ba cái đồ rin này rất là mừng, với lại quý nó dữ lắm. Còn bây giờ thì đồ rin lên. Từ lúc mà mình đi qua lại cái cửa khẩu bên Campuchia, mình mua đồ về xài thì nó tóm lại đồ rin thì giờ nó không có thiếu nữa. Tất cả cái đống này thấy nó dây chai vậy chứ toàn đồ rin không. Nắp cốp gì, bộ lửa thì đồ rim, đồ city, đồ của các dòng cúp. Lâu lâu có thời gian rảnh rỗi thì mình chạy lên trên cửa khẩu, thì mình coi có cục máy nào mà nó đẹp thì mình lấy về. Như đây là một cục máy city nè, chưa có vệ sinh, thì máy ở bãi lúc nào nó cũng bỏ lâu rồi đó, nó cũng dơ, thì mình phải vệ sinh lại sạch sẽ rồi chừng đó mới bán cho anh em được. Ở đây mình cũng đang cạo một cái máy thì nó dơ, thì cái chuyện này là lẽ dĩ nhiên, không tránh khỏi, nó đóng đất cát vậy nè. Nhưng mà mình kiểm tra tất cả các lỗ bù lon đó, các cốt đạp đồ này nọ nó đẹp là ok. Nó như lỗ bù lông đầu nè, rất đẹp. Cái đầu này nó gần như là mới luôn, mà mình nhìn cái mặt rồi mình biết nó bằng tháng không có dấu cạo ron nữa. Rồi cái máy này là máy 8190 cả nhà. Máy này lồng 85 nè. Thì hồi xưa mà cái thời gian mà chơi xe 67 đó, gặp mấy cái lồng 85 này mê lắm. Nè, cái này là mình đã chà rửa nó sạch sẽ rồi nè. Cái này là mấy cái lốc của rim Thái City luôn. Còn đây là anh cục. Cục này là cũng còn đẹp. 70. Cục này là 8170. Charlie 81 Charlie 8170. Đó. Dòng Charlie thì nó có cái cao su đây nè, hai bên cao su. Rồi, vậy là mình đã vừa cắt xong một phần của cái đắp lốc. Để lát nữa anh em hình dung cho dễ ha. Bình thường á thì khi mà mình nổ máy bơm nhớt hoạt động thì cái bơm nhớt á, cái bộ nhông này nó sẽ đẩy nhớt ra vô cái họng này. Đó. Thì cái họng này nó có một cái lỗ đây nè, nó chia lên cái lỗ này, thì cái lỗ này nó đẩy lên đây. Nó sẽ đưa lên đầu ha. Đó, rồi nó đẩy vô cốt cam. Thì nó nuôi cam cò. Đó, là cái phần này là riêng. Còn cái phần bên đây thì nó sẽ đưa vô cái họng này. Thì cái họng này trong đây nó có cái lỗ nè. Đây, ở trong đây nó có lỗ đó, cái lỗ này nè đó, thì cái lỗ này nó đi vô đây đó, nó sẽ thoát ra cái lỗ bên đây đó, đây thoát ra cái lỗ bên cái con ốc nồi ha. Thì con ốc nồi này nó cũng có cái lỗ luôn nè cả nhà đó, thì con ốc nồi này nó có cái lỗ đây, thì nó thông ra cái lỗ ngoài này đó. Cái con bù lon này khi mà mình bắt nó vô như vậy đó, thì nó có cái chốt ở đây thì đương nhiên là nó sẽ không có xây trật đi đâu được rồi. Thì cái lỗ này nó sẽ tương ứng, nó sẽ vô ngay cái lỗ này luôn. Đó là hai cái lỗ này nó sẽ đối mặt với nhau. Thì nhớ nó sẽ bơm ra, trào ra ngoài bên cái lỗ bên đây. Đó. Mình bắt cái vô như vậy. Rồi, khi mình ráp bộ nồi thì mình sẽ ráp nó vô như vậy. Đó. Rồi, nằm vậy. Đây là cái lò xo. Ở đây là một cái bạc đạn trà. Ở đây thì nó có một cái ống vậy với lại cái lò xo vậy, bỏ vô đây đó, vậy là ok đúng rồi ha. Thì cái lò xo lúc nào nó cũng đẩy ra để cho cái mặt này nè, đó cái mặt này nó tiếp xúc với lại cái cây mà chỉnh nồi nè, cái con bù lon chỉnh nồi mà có cái lỗ nhớt nè, đó nó đưa vô vậy để nó bơm nhớt thẳng vô cái cây dên, nhớ nó sẽ bơm vô cái lỗ này nè, của cái cốt dên ha. Thì một phần nhớt á, nó sẽ đưa ra bên đây
để nó nuôi cái bạc này nè. Đó, các bạn nào nó có cái rãnh giữa nè, thì cái rãnh giữa này nó có cái dấu luôn nè, xài lâu ngày thì nó có cái dấu đen, thì cái dấu đen này nó nằm ngay chân cái lỗ mà để thoát nhớt ra để nuôi bạc đó. Thì các bạn nó nằm về rồi nó nuôi cái phần bạc này ha. Đó, còn phần nữa là nó đi vô trong đây, nó đi vô trong cái máy dên nè. Đó, để nó nuôi cái phần bà đạn đũa trong đây, trong đây nó có cái bà đạn đũa trong đây nè. Đó, thì cái dên mà mình xài lâu ngày á, mình tháo ra mình kêu lát cắt như vậy, rồi mình phải đi ép dên lại. Thì ép dên là cái từ nói chung thôi, chứ thật ra thì nó là người ta dùng cái thủy lực hoặc là đội kích gì đó, người ta ép đặng lấy cái ác này ra, rồi bỏ bà đạn mới vô, bỏ cái đạn đũa mới vô, rồi người ta ép lại kêu bằng ép dên. Đó, còn nếu như cái tay này mà lâu ngày mà cái trên đây mà nó lỏng mà tệ quá rồi thì người ta thay luôn cái tay dên. Đó, ép dên thì đại khái là mở ra để thay đạn hoặc là thay tay dên luôn. Đó là ép dên. Đó, thì nó nuôi cái phần đạn đũa ở đây. Ở đây nó có hai bên là hai cái kẻ nè. Đây hai bên hai kẻ là để chừa để cho nhớt nó trào ra. Nó sẽ phun lên cái lồng nè. Thì bê tông nó chạy lên chạy xuống á, nhớt nó sẽ nuôi cái bê tông với lại bạc đồ này nọ. Nó không có bị dính. Rồi, bây giờ mình sẽ coi thử nó bơm vô ha. Đây cái đường nhớt. Đây là cái lỗ này nuôi bạc. Đây. Rồi đóng cái đây lại. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nó bơm bên đường tay dên nè. Đó, trào thấy không? Bơm nhớt bơm rất là mạnh, nó sẽ đẩy lên ngay hai bên rãnh, hai bên tay dên. Nó đẩy lên lòng để nó nuôi cái bạc rồi bê tông. Rồi, khi mình gắn vô thì nó sẽ như vậy. Đó, đây cái đường nhớt nó đi từ bên đây nè, bơm qua đây vô cái lỗ đi lên đây, xong nó vô cái cây bù lon mà để chỉnh nồi, xong nó đẩy vô, đẩy vô dên luôn. Trong thời gian mình xài á, cái máy này nó quá lâu rồi thì cái đầu của cây bù lon này nó đã bị mòn. Đó, mòn bớt đi rồi, lò xo này nó bung ra, nó sẽ không có còn đẩy sát hai cái mặt này với nhau được nữa. Để nhớt nó có kính á, nó đẩy vô trong bên dên, nó hở ra như vậy nhớt bị tẹt ra ngoài. Đó, nó bơm đây bị tẹt ra ngoài bớt, nó không có được đẩy lên dên mạnh, hoặc là nó không đẩy lên dên luôn. Đó, nó không có vô đây nó nuôi được cái bê tông bạc, thành ra nó xảy ra cái tình trạng là nhớt vẫn bơm lên, bơm nhớt vẫn hoạt động tốt, nhưng mà có điều nó sẽ bị dính. Đó, nó bị lớp B khi mà mình chạy máy nóng. Rồi, khắc phục tình trạng này á thì nó rất là đơn giản. Thì cái đế này nè, khi mà trước khi mình đưa vô trong cái bà đạn này thì mình bỏ cho nó một miếng lông đền. Đó, để cho cái mặt này nó đẩy ra được ra. Thì cái lông đền này nó có cái độ dày khoảng như đây thôi, mỏng như đây là ok. Như vậy là cái mặt nó được đẩy lên, nó tiếp xúc rất là tốt rồi. Giải pháp thứ hai nữa thì mình sẽ kiếm cái lò xo này cho nó dài hơn khúc, để cho cái độ bung cái ống này nè, nó bung mạnh, nó bung ra được dài hơn chút nữa, để nó tiếp xúc tốt với lại cái con bù lon mà có cái lỗ nhớt bên nồi nè. Đó, rồi vậy là ok ha. Mình thì thường mình hay chọn cái phương án là mình sẽ canh một miếng lông đền để cho nó đơn giản hơn. Đó, tất cả mọi thứ như cũ hết, mình chỉ canh một miếng lông đền vô đây thôi, rồi đưa vô như vậy là xong. Rồi, vậy là Thảo Quê đã vừa chia sẻ cùng với cả nhà cách đơn giản để mình khắc phục cái tình trạng mà nhớt bơm hoạt động bình thường nhưng mà chạy vẫn bị lớp B mỗi khi mà máy nóng lên ha. Cả nhà xem video thấy có hữu ích thì tặng cho mình một like nha, để ủng hộ kênh Thảo Quê. Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào một clip sau.